Vậy là cái chỗ mà người được bảo hiểm. Nếu như là không có trường hợp hàng người vợ muốn mua người chồng, hoặc là muốn là người chồng mua bảo hiểm được hiểm luôn, nhưng mà người chồng có thể là chưa tin về bảo hiểm, chưa muốn làm, thì như vậy có thể làm không? Vấn đề như thế này nè, mình phải hiểu vấn đề như thế này. Và mua cho chồng nói tóm lại á, là toàn đòi hỏi những cái nó rất là phi lý, rất là phi lý. Ông tin kè ông mua cho mình đi. Lo mình chứ đi chứ, mình lo mình cần lo mấy đứa con của mình đi chứ. Ổng lấy được về, mình nói là anh ơi bảo lưỡng chồng đi, thì lỡ gì cho mẹ con em nó đỡ khổ. Mà cũng nghe được thôi thì mình phải tự lo đi chứ nha. Chứ còn bây giờ á, bây giờ mua cho ổng, ổng chịu ký thì làm sao? Ổng chịu ký thì mình trả chữ ký của ổng là mình đã phạm pháp rồi. Ha? Còn nói với ông chồng, tôi một hôm tôi có cái hình chưa một ảnh hả? Tôi nói như trong cái hình chưa ảnh là gì? Một người phụ nữ, mình cứ hay vận động là quyền phụ nữ, nhưng mà mình cứ ngồi xổm lên trên quyền của người ta. Quyền phụ nữ là gì? Ủa tôi làm có tiền, tiền đó là do sức khỏe của tôi làm ra, thì tôi tự bảo vệ lấy thu nhập của tôi không có liên quan gì ông hết á. Ủa tiền tôi làm ra tại sao tôi phải hỏi ông? Khi nào mà tiền ông đưa cho tôi á, tôi ở nhà á, tôi ở nhà tôi chòe tay hàng ngày hàng tháng nhìn tiền của ông á, thì tôi làm gì tôi phải hỏi? Ok chưa? Có để tiền tôi bán sức khỏe của tôi thì tôi làm ra, mà sức khỏe của tôi rõ ràng là càng lúc nó càng dở, thì tôi tự mua để tôi lo cho tôi và con tôi là vậy. Như vậy là tôi đã hơn ông nhiều rồi, đúng chưa? Tốt nhất là như vậy, đừng có lo cái đứa này vô mấy đứa. Khi nào cái đứa này mà nó hiểu, nó tự mua cho nó, được chưa? Và nó nằm viện, nó có cái đau lo cái đó, nó đau ốm bệnh từ cái này, có cái đau lo cái đó. Còn mình, mình tự mua từ lo cho mình chứ. Phụ nữ không thương mình, ai thương mình? Thì một lòng là họ phải làm gì đó, vân vân. Sau này mà chồng chị đó muốn được công ty bảo hiểm mà lui nó tới tôi nói thiệt, cái này là dạy cho ăn xong. Cái trường hợp đó là người đó là thu nhập chính trong nhà. Cái này chính thì cũng vậy thôi em, mà chính thì cũng vậy vậy thôi. Anh nói bây giờ ông chồng ông làm 50 triệu tháng, ok chưa? Bà vợ làm ra 10 triệu tháng thôi, thế bảo bà ông về theo kiểu 10 triệu của bà đi. Còn cái chuyện mà ông để từ từ ông tính. Nhiều khi á, phải qua một vài lần khổ ải chừng ai đã lúc đó mới lòi ra được. Chứ còn mà bây giờ á, nói thiệt, đừng có nhây luôn. Tại vì nhây cái chuyện này á, là mình cứ lẻo lẻo đợi bà thuyết phục được ổng, bao giờ mình chốt xong. Làm gì mà có lợi cho mình chứ, đúng không? Nếu mình cứ 1, 2, 3 đi theo bả để đợi đợi là thuyết phục ổng thì kiểm tra thời gian chỉ tiêu chưa hoàn thành. À, còn nếu như mà bả làm có tiền, bả tự mua cho bả rồi xong rồi bả mua cho ông chồng để bảo vệ ông chồng 50 triệu này, mà phải hỏi ý của chồng mà cho tiền của bả xuất ra, tiếng bà nó quá dài trai luôn. Cho nên nói gì nói, có những chuyện á, về mối quan hệ vợ chồng của họ, có những chuyện sâu thẳm mà không nói mình, cho nên đó cũng là một trong những cái cản lực để mình có hợp đồng. Có người người ta nói, có người không nói. Nhờ một cái gia đình mình quan sát là một cái gia đình hạnh phúc, mình dễ chốt hơn. Nhiều hơn rất nhiều, còn cái gia đình không hạnh phúc, mình chốt mệt lắm. Mà
gia đình không hạnh phúc thì mình chỉ bán cái kiểu là người nào đó mua vậy thôi đó. Này bây giờ chỉ có một cái thôi, đàn em mua gì thì bán mua lên bán xuôi rồi á, tư vấn tài chính thì sao, phục vụ bán cho tốt không? Tốt không? Cái lão này đứng này nhìn được chưa? Rồi mới chinh phục lão được từ được là có bán cái thứ đúng không? Thôi chứ còn nếu không đợi chừng giờ là rủi ro cho cả gia đình. Vì nói thì người mẹ nào người ta cũng thương con hết đó, người phụ nữ người ta cũng thương con hết cả. Tuy nhiên thì đâu đó có những cái chuyện mà người đàn ông người ta chưa có hiểu, đợi người ta hiểu mệt lắm các em. Ở trên đó có video clip mà anh làm nó rõ là vì sao vợ giấu chồng mua bảo hiểm, vì sao chồng giấu vợ mua bảo hiểm, đó mà. Thường ở nhà tôi có hai vợ chồng mà con không được đi kiếm mà, để trả mẹ đó. Đây mình xin phép. Mình gặp riêng. Đúng rồi. Có nghĩa là trong trường hợp đó thì mình gặp riêng từng người thôi. Còn cái người kia mà người ta thế đó, thường mấy ông mà làm ra nhiều tiền cứng đầu lắm. Nói nhỏ tí là hơi ngu. Ngu như bọn này. Vậy anh cho em hỏi cái khoản là giống như khách hàng mình mua giống như bảo về mua phí là 10 triệu một năm đi. Mà khách hàng đọc một năm rồi đâu, nhưng mà trong cái năm đó khách hàng muốn tăng lên phí lên 20 triệu, 24 triệu, 5 triệu. Đóng thêm đó. Đóng thêm mức nào là được bảo vệ. Nói chứ là đừng đấy nha. Cái gì nó cũng vừa phải phải, đừng ham hố quá nha. Cái hợp đồng như thế này, năm thứ nhất, năm thứ tư, và năm thứ 99. 4 năm này á, để dòng tiền đóng cho đủ. Đúng và đúng, đúng kỳ và đúng. Còn muốn đóng thêm nó bớt gì á, ở đây nè. Nghe? Dạ. Chứ còn đây còn cũng vậy. Chứ bây giờ ví dụ như sang năm thứ 2, năm này đóng 20, sang năm thứ 2 thích đóng 100 triệu. Rồi sang năm thứ 3 nói là không có tiền không được. Nghe? Một cái kế hoạch mà mình chỉ có trích ra một khoản nhỏ. Thứ nhất là để bảo vệ công nhân, thứ hai là để bảo vệ tài sản, thứ ba là để chăm sóc sức khỏe, và thứ tư là chuẩn bị tinh thần. Chứ không có gì phải vội hết. Đóng cho cố mạng rồi sang năm thứ ba có tiền đóng. Rồi lúc đó thì mệt lắm, nó rất là mệt. Tại vì ở năm này nè, phải đóng hết năm thứ ba đã, rồi mình mới có thể rút được. Mới đóng 2 năm là không thể rút được nè, đóng năm hết năm thứ ba mới có thể rút được. Mặc dù là năm thứ hai đóng 100 triệu, rồi lúc đó không có tiền đóng. Hợp đồng mất hiệu lực nha. Vậy năm thứ 3 mới đóng 20 triệu là được không ạ? Được. Thì đóng 20 triệu là được. Trần ngon luôn. Cho nên nói em hỏi thì em hỏi cho vui vậy chứ thực tế không có. Không ai đóng vậy. Không ai đóng vậy. Dạ gì? Năm thứ 3 sau khi đóng 3 năm đầu tiên mới có thể rút được. Cho nên là đóng được 3 năm rồi, lỡ năm thứ 4 mà không có thì rút. Từ trong đó đóng cho tròn năm thứ 4 để rồi từ năm thứ 5 thì đi tới đóng ít, có gì đóng gì có gì đóng cái đó. Anh ơi cho em hỏi cái khoản phí cơ bản mà để đóng là dựa trên theo tuổi với theo tuổi và giới tính không ạ? Tuổi, giới tính, nghề nghiệp. Vậy là hợp đồng của mình thấp nhất ở đây là 20 triệu một hợp đồng không ạ? Không. Cái sản phẩm này á, anh đã từng bán 6 triệu, thực ra là bạn này anh mới bán như vậy. 6 triệu thôi nhưng mà bảo vệ được 1 tỷ hả? Ừ. Bán nó 23 tuổi đi. Bán nó 23 tuổi và sản phẩm chính được 600. Sản phẩm tai nạn được 200, sản phẩm bệnh hiểm nghèo được 200 và được hỗ trợ miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo. Ủa sao tính kiểu gì mà sao lại được chỉ 6 triệu? 23 chủ, ông chủ mua cho nó, cái anh làm
nó làm cho anh đó ở công ty và nó làm tốt á, anh mua cho nó cái hợp đồng 6 triệu. Năm nay anh tăng lên 10 nè. Thì nó giống như dạng đặt gặp vậy đó. Thì là ok, bây giờ chưa có nhiều tiền, trời ơi 6 triệu mà được bảo hiểm 1 tỷ là ngon quá rồi. Nó thiệt á, 500 ngàn tháng á. Cái tính phí đó nó dự bằng cái gì mà sao? Số tiền bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm. Do không có chịu đóng bên, chưa có đóng bên ngoài tính phí, không làm đó. Đóng bên ngoài. Ủa, vẫn tham gia được trong cái này không? Không, bảo hiểm bệnh nghèo thôi. Bệnh hiểm nghèo và tai nạn thôi. Anh ba cũng phí nhỏ lắm em. Phí có mấy trăm ngàn, 200, anh nói tai nạn 720 nè. Anh em chịu là 720 rồi đó. Bệnh nghèo ở đâu đó cũng khoảng cả đó nữa là hết triệu mấy, còn lại 4 triệu mấy á là bảo hiểm cái sống chị. Chẳng qua là gì, nói thiệt ra là muốn hay là không muốn thôi. Muốn thì mình sẽ có cách làm, còn không muốn thì không có cách gì làm nữa hết vậy thôi. Sản phẩm chính tối thiểu là 200 triệu, 200 triệu là thật ra đâu có mấy triệu đâu mà. 4 triệu là được khoảng 400 triệu tiền bảo hiểm đúng không? Thì 200 triệu đâu đó nó khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu mấy. Có nhiều. 1 tỷ là 13 triệu. Nhưng mà đúng không? Tương đương là 13,5 triệu đúng không? Thì có nghĩa là nếu mà 200 triệu thì có phải là 2,7 không? Rồi cộng lên là khoảng phụ nữa. Chứ có gì đâu. Ít ra mình có được hợp đồng mấy trăm triệu, có nghĩa là khoảng 6 triệu thôi là mình đã có cái hợp đồng vài trăm triệu rồi. Còn đỡ hơn là không có cái gì hết. Còn cái chuyện này mà không làm được nữa thôi, anh nói thiệt không? Nhưng mà qua mấy năm sau phải tăng lên. Chính xác. Nó thì tăng nhiều không? Tăng theo bao nhiêu phần trăm? Không có gì đâu. Đây. Nếu mà mình tư vấn một lần thì họ hiểu. Năm thứ nhất. Năm thứ hai. Năm thứ ba. Năm thứ tư. Năm thứ năm. Bây giờ mua thông thiện. Như vậy. Và gửi sang năm dùng được nhiều hơn. Đóng là 10 triệu. Và gửi có nhiều hơn. 20 triệu. Tăng lúc nào? Số tiền bảo hiểm có tăng không? Tăng khi mình để không hợp định là sức khỏe. Tăng khi con vào cấp 1, cấp 2, cấp 3 mình tăng lên mà nó không hợp định là sức khỏe. Không tăng để nhưng mà vẫn tăng cái tiền bảo hiểm. Ví dụ chỗ này 400 triệu thôi, nhiều mà. Bây giờ lúc mình sinh con vừa mới sinh ra đóng lên 10 triệu, ví dụ nó có 10 triệu. Ví dụ vậy, thì chỗ này đóng lên 10 triệu đúng không? Chỗ này 400 triệu. Cái này mình tăng lên 600. Cho sao? Tức là phí bảo hiểm tăng thì số tiền bảo hiểm cũng được tăng. Chứ có thay đổi hợp đồng, phải làm hợp đồng. Không, mình ra một cái. Mình ra chỗ này nè. Yeah. Nếu mà mình đóng thêm phí, nếu như mình đóng thêm phí thì mình chỉ đóng thêm thôi, đóng vô là ok, bình thường có đóng 6 triệu, bây giờ đóng 10 triệu thì đóng thêm vậy thôi. Cái đó thì tự động hiểu ra là 4, 6 triệu là của sản phẩm cũ, còn 4 triệu còn lại là phí thêm. Rồi, còn nếu mình thích thì mình điền một cái phiếu đề nghị tăng số tiền bảo hiểm. Lúc đó nó chạy lại mình còn thêm phí, để rồi nó ráp qua cho mình vậy thôi. Thì nó đơn giản thôi, ví dụ là 400 triệu. Đúng không? Thì chỗ này có nghĩa là mình phải mua thêm 200 triệu nữa. Thay vì mua thêm hợp đồng khác thì có được không? Đúng rồi, mua thêm hợp đồng khác thì phí nó ban đầu nó chạm ban đầu nhiều 75%. Còn cái này mình tăng lên nó không bị chạm đâu. Tức là cái này cũng là phí hỗ trợ đóng thêm. Có nghĩa là gì? Cái chuyện này mà mua là đặt gặp. Đặt gặp là điều mình không có mạng. Tôi lỡ có gì là mình mạng nè. Đúng chưa? Rồi sau đó với thời gian nhiều tiền mình sẽ làm, mình có tiền nhiều hơn. Rồi mình cứ tăng lên từ từ. Đó có sao đâu. Không muốn đề gì hết cả.
Còn nếu chỗ này nó giống như cái chuyện cuộc đời mình giống như thế này nè các em à. Cuộc đời có người là đi lên giúp mình nè. Đó. Càng đi lên thì trách nhiệm càng dính nữa. Nó càng cao. Nó càng cao cho cái sức khỏe thì mình đi nè. Đúng không? Thì cái chuyện mà mình có hợp đồng bảy 400 triệu thôi không được thì đó là cái chốt chặn để nó chặn cuộc sống mình làm. Lỡ có chuyện gì cái chuyện ở đây như cái đêm vậy đó. Còn nếu mình nỗ lực mình vươn tới đây rồi đúng không, mình có bảo hiểm để nó không có chốt chặn thì khi mà nó rủi ro sẽ tới là những mức phát rồi mức phát thường lắm chứ. Mà ở trên đó có cái gì, cái xe lao giúp đó nó có chồng mình, nó có vợ mình, nó có các con mình và nó có gì ông bà nội ngoại của mình. Thế thôi. Nếu hợp đồng của anh có một cái chuyện năm cũng vậy là bị vậy đó, không có tiền mua một chuyện lắm biết sao giờ. Rồi có nhiều tiền hơn mua 2 triệu một năm, có nhiều tiền hơn mua 3 triệu một năm, có nhiều tiền hơn thì mua 8 triệu một năm, có nhiều tiền hơn mua 12 triệu một năm, và có nhiều tiền hơn mua 50 triệu một năm, có nhiều tiền hơn mua 100 triệu một năm. Thì nó đi theo cuộc đời mình mà mình khá lên thì mua thêm thôi vậy thôi. Còn nếu mà đợt nào mà mình thấy rằng là chưa có đủ năng lực mua thì mình dừng lại. Còn mình có thì mình lại mua tiếp, chắc không đi. Anh không biết, nhưng mà cứ yêu thương bản thân mình và gia đình thì phải có trách nhiệm, vậy thôi. Còn sống mà mình sinh con cái mình ra mà mình không có trách nhiệm thì mình cũng nên xem lại chính mình đi. Nói thiệt. Tại vì sao? Vậy thôi đừng có sinh. Anh chị nè, anh nói thiệt với các bạn nè, anh chị muốn đẻ theo lắm nhưng mà nhắm không có lo được. Tại muốn bảo hiểm nhiều quá. Chứ là sinh đứa nào ra đứa đó phải đầy đủ bảo hiểm thì mới sinh. Còn nếu không thôi. Vậy đó. Mua cho nó là để bảo vệ tài sản cho mình mà. Nó vậy thôi. Hai thằng con anh em thấy không? Nội trú ngoại trú quá luôn, bệnh nghèo quá luôn. Bệnh nghèo 500 một đứa, nội trú ngoại trú. Đó. Điều đáng tiếc nhất là gì? Là mình không được anh chị không được cho sức khỏe mình tình trạng sức khỏe. Ừ, bộ thằng thấy ngoại trú nó cao hơn mang nội trú luôn rồi. Đúng rồi. Tại vì nó thì sợ không có ngoại chú thôi. Nếu có ngoại chú á là có là phải bay đi chỗ tốt nhất. Chả dại gì mà đi vô cái chỗ nó không ra gì. Muốn ngoại chú thì ví dụ như bây giờ anh nói thì có đúng không? Có thì được thanh toán mà. Anh dạy con anh đi Sài Gòn khám sướng hơn cái khám đại giới. Vậy mình tốn cái gì? Nếu khám ở đây á thì nhiều khi tiền đó thôi nó xuống Sài Gòn mua vé máy bay có 500 ngàn cho mấy đúng không, mà xuống chẳng thầu nhìn đâu các em, gọi điện thoại ngày đó ngày kia đề nghị cho tôi khám bác sĩ này cho bác sĩ kia khám với tôi và giờ này giờ kia rồi người ta nói để em xem lại rồi sắp xem người ta xem lại có thể là không có bác sĩ đó, có thể ở thời điểm đó không gặp được ổng hoặc là phải giờ lại thời điểm khác. Ok, thế bây giờ người ta không đáp ứng được thì người ta có cái giờ khác thì mình canh cái giờ đó mình tới, không phải chồng giờ không gì hết. Ừ. Đây là ngoài chủ ở đây là mình có bệnh viện này, mấy phòng khám tư là mình có của ai ạ? Ở đây có Nguyễn Dũng, Sài Gòn Mắc B. Ngoài chú em có thể khám tiền hành cũng được.
chứ đâu nhất thiết rồi đâu, miễn là chỗ nào nó có hóa đơn. Nó đơn giản lắm các em. Ở đây anh có những cái văn bản, và những cái văn bản đó là về lúc mà họ đi khám, đưa sẵn cho họ luôn rồi, về chứ không phải là đợi đâu, đưa sẵn cho họ. Nó bây giờ ngày mai chị đi khám toàn là đưa sẵn, inbox bằng Zalo qua. Rồi cái là gì, lúc họ khám xong xuôi họ đưa cái tờ giấy, tôi cần những giấy tờ này, là phải đưa, không đưa tôi không trả tiền nhá. Vậy cho nó nhanh đi. Thì đúng rồi, ở đâu cũng vậy hết em, ở đâu vậy? Tại vì các bạn biết sao không, dân mình á lầy lắm. Rồi có nhiều đứa nó cũng gian lắm em, nó khám xong xuôi nó đóng mặt tổn. Đó, nó thấy không đúng. Rồi bây giờ mở ra trang 826. Trong trang 8 hay 6? Trang 8 8 cũng hay 6 á. Ừ. 5.3. 5.3 thấy đạo luật phát ca. Đạo luật phát ca thấy người ta chặt chẽ hơn. Có nghĩa là nếu em có làm cái gì đó bên Hoa Kỳ thì em phải có trách nhiệm khai thuế để tránh cái chuyện em dùng tiền trốn thuế đó mua bảo hiểm. Thấy không? Nó đâu có liên quan. Ủa mình mua bảo hiểm ở Việt Nam mà, đúng không? Mình mua bảo hiểm ở Việt Nam mà. Nhưng vì mình với Hoa Kỳ đã ký những hiệp định về dẫn độ cũng như là phòng chống rửa tiền, cho nên mình buộc phải tuân thủ đạo luật phát ca của Hoa Kỳ. Lờ hả? Nó bảo hiểm lờ hả? Lờ mà ta làm vậy hả? Được chưa? Có những cái hợp đồng mình chỉ cho họ thấy, và khi bàn giao á, mình là chỉ những cái điểm như vậy để mọi người hiểu rằng là người ta rất là chặt chẽ, đúng không? Và có những điểm mình chỉ là đó, chính vì vậy mà chúng tôi không có bán bảo hiểm cho nít là vì vậy. Còn bây giờ anh chị có cho vợ cho chồng rồi thì ok vậy thôi. Nhưng mà anh nói thiệt với các bạn á, có tâm hay không là có dám nói thật hay không mày thôi nha. Chứ còn mà nói là mồm thì nói là có tâm lắm nha, nhưng mà bụng thì một bồ vô ngông thì cái đó cũng đúng rồi. Rồi nó còn trang 10, 26 có điều 9 thì có, nó có cái gì là trường hợp phá sản dạy thì bên mua bảo hiểm người ta làm cái gì luôn kìa. Đó, nó tự động đi nha, tự động. Rồi tiếp đi, hỏi tiếp đi, hỏi tiếp. Anh cho em hỏi hồi nãy anh nói là ví dụ như người ta mua hợp đồng an tinh phí có 6 triệu thôi, vậy thì người ta phải không cần phải đóng phí bảo hiểm đóng theo đúng không, mà hợp đồng vẫn chạy được 6 triệu. Không cần cưng cũng dữ lắm em, cái đó thì khổ 23 tuổi chứ các bạn lớn hơn giờ không dám chắc có làm được hay không. Các bạn không mới 23 tuổi em mới ra trường thì đóng xong về thì ok, còn bạn các bạn lớn rồi thì anh không dám chắc anh có chạy lại được hay không, không dám chắc nha. Yeah. Mình tự chạy đi các bạn, tự chạy nha. Yeah, các bạn tự chạy, các bạn bay ra đó thì các bạn phải tự làm nha. Yeah. Phí bảo hiểm đóng thêm nó bắt buộc phải đóng mà, có bắt buộc không? Phí bảo hiểm đóng thêm không bắt buộc, nhưng mà để chạy được cái hợp đồng thì mình phải tăng nó lên, thì mình tăng nó lên thì tăng để chạy được hợp đồng thôi, chứ không phải là bắt buộc đóng. Mình chỉ đóng cái phí cơ bản thôi. Mình có đóng đúng phí các bạn không? Không có vấn đề gì. Nó chạy là tại vì các em hiểu như thế này, tuổi nó tăng thì nó có tăng lên. Nhưng mà vì sao mà đóng các bạn nó không chạy được? Tại vì khi đóng vô nó có giá trị tài khoản rồi. Nếu mà thiếu thì nó lấy giá trị tài khoản nó đóng cho khách hàng. Cái đó không phải lo. Giá trị quỹ á, đóng cho khách hàng nha. Tiếp đi, hỏi tiếp đi, nhanh nhanh nhanh. Có em, có cái đó không phải lo. Tùy thời điểm, hai cái bạn nhân viên người dưới, bạn lúc mà tới rút á,
bạn sẽ tư vấn là thời điểm này anh chị nên vay hay là rút để cái phí nó thấp nhất. Hiểu không? Hiểu không? Anh lấy ví dụ nè. Lấy ví dụ. Cái rút đó thì nó có cái phí. Mà cái phí đó là phí cố định. Có nhiều năm cái phí này nó cao. Hiểu không? Còn vay thì nó không cố định. Cái quyết định có nghĩa là gì? À, nhiều khi các bạn vay có một tuần. Hiện nay nó gần 1%, anh cho 1% đi. Một tháng. Nếu mà vay theo tuần thì nó tương đương là 0,25. Thì hà cớ gì mà tính cái phí này cho các bạn? Các bạn gì? Nhân viên nó có tâm lắm, không phải lo. Nhân viên đó chỉ cực kỳ có tâm. Vay nhiều hay ít ta? Ví dụ như vay. Cái gì hơn lại, cái cột giá trị hơn lại, nó vay nhiều ngoài trên đó, vay được 80% giá trị hơn lại. Nhớ. Nó có giá trị hoàn lại là mình vay được maximum là 80% giá trị hơn lại. Em đọc bao nhiêu như bao nhiêu. Còn rút là mình rút nha. Đúng không? Rút nè, mình rút maximum hết là rút gần hết luôn. Trừ 3 tháng phí bảo hiểm cơ bản. Gần như là kịp luôn rồi hả? Nó kịp luôn rồi. Vì sao trừ lại? Vì sao 80%? Vì còn để tiếp tục bảo hiểm. Tại vì thực tế khi người ta vay nghĩa là người ta rút, là thực sự người ta cần tiền. Và người ta cứ bất cứ ai cần tiền đều căng thẳng hết á, cho nên phải bảo vệ tiếp tục cho họ. Nói như vậy thôi, rút là rút đến maximum là trừ 3 tháng phí bảo hiểm cơ bản, nó để lại đủ tiền đóng 3 tháng thôi đó, hiểu không? Người ta rất là đầy đủ, rất là nhân bản, chứ không phải là muốn làm gì làm đâu mà nói thiệt. Đối bảo hiểm đơn giản lắm, đâu có cần gì nhiều đâu. Gọi điện thoại. Toàn hả? Dạ. Anh tham gia hợp đồng 10 năm rồi đó. Và kiểm tra lại cũng thử là giá trị quỹ của anh được nhiêu. Rồi. Nó dạ, để em mang kiểm tra. Rồi mang kiểm tra. Anh, giá trị tài khoản của anh hiện là 500 triệu. Ví dụ vậy. Toàn hả? Em chuẩn bị cho anh 400. Rồi bao lâu có thì báo cho anh. Nó dạ. Rồi xong, điền hết mẫu xong xuôi cho nhân viên chạy tới ký xong xuôi nhân viên đưa về, rồi gửi về 400 lần mà gửi về công ty, công ty bảo là 5 ngày nữa có để chuyển qua tài khoản, thì 5 ngày có vậy thôi, không vấn đề gì hết. Tại vì sao 5 ngày? Từ cái lúc mình nộp thì đến thứ năm hàng tuần á, nó chốt giá đơn vị quỹ, thì nó chốt thì nó bán giá, nó bán quỹ đi rồi nó mới trả cho mình vậy thôi. Tiếp hỏi tiếp.